Team, chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop World Thế giới Công nghệ. Và mình là Thanh Thủy, còn bên cạnh mình đây là anh Sơn Nguyễn. Đây là số hỏi Đáp World thứ 48 rồi anh em ạ. Thì rất cảm ơn anh em đã để lại cho chúng mình những lời chúc cực kỳ là yêu quý, cũng như là ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và subscribe kênh rồi. Thì hiện tại thì chúng mình đã có hơn 50.000 sub. Thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi là tại sao mà chưa có giveaway. Shop có giveaway chưa shop? Cụ thể như câu hỏi đầu tiên ở trên kênh của chúng ta ngày hôm nay. Thì cũng phải nói thật với anh em, chia sẻ thật lòng với nhau một chút là như thế này. Đáng ra thì chúng ta cũng đã có thể lệ chương trình giveaway từ tuần trước rồi đúng không nào? Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì cũng là một cái thời điểm mà khá là đau buồn, do là một cơn bão rất là lớn đi qua. Và thật sự là cũng không, chúng mình cũng không có tâm trạng để mà tổ chức một cái chương trình kiểu mang tính cũng quy mô một chút như thế trong cái thời điểm này ấy. Thì rất hy vọng là anh em có thể thông cảm cho chúng mình thời điểm này, để chúng ta có một cái thời gian gọi là trôi qua cái quãng thời gian này một chút, để cho mọi thứ nó yên ổn trở lại, yên bình trở lại đi. Cũng như là thời gian vừa qua thì Laptop World cũng đã dành một khoản tiền cũng tương đối so với cả cái số tiền bỏ ra để tổ chức giveaway, để có thể ủng hộ cho đồng bào miền Bắc, để có thể phần nào đó giúp đỡ mọi người có thể vượt qua cái sự khó khăn trong cái cơn bão lần này. Cho nên là rất hy vọng là chúng ta sẽ cùng đồng lòng trong khoảng thời gian này để có thể cùng vượt qua những cái gọi là cơn bão rất là lớn như thế anh em nhá. Rồi thì có lẽ là đấy là câu trả lời của chúng mình cho tất cả câu hỏi là có giveaway chưa. Chắc là cũng trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ tổ chức được chương trình giveaway này với một quy mô nó khá lớn ấy. Anh em nhớ đón chờ trên kênh Laptop World nhá. Và rất cảm ơn anh em Laptop World luôn luôn biết ơn tất cả anh em luôn luôn tin yêu và ủng hộ Laptop World. Cái điều này thì không thể phủ nhận được rồi, do là đó, chúng ta có thể nhìn những con số anh em ủng hộ chúng mình rất là nhiều. Thực sự là số hỏi đáp của chúng mình phải flex một chút với anh em là chưa có một số hỏi đáp nào mình với anh Sơn làm mà dưới 2.000 view cả. Chính xác là như vậy, luôn luôn được anh em kiểu ủng hộ. Bọn mình cũng rất là vui vì sự ủng hộ của anh em và những lời chúc cực kỳ là đáng yêu từ anh em luôn. Thì hy vọng là sắp tới anh em vẫn ủng hộ chúng mình để bọn mình có động lực. Có thể thời gian nào đấy khi mà mọi thứ nó ổn định rồi thì chúng mình sẽ tổ chức cho anh em một cái giveaway nó to hơn. Thật sự là xứng đáng. Đền bù nhá. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả số hỏi đáp 48 tuần này anh em nhá, để xem là chúng ta sẽ có những câu hỏi nào. Xin mời, bắt đầu thôi. Từ từ giới thiệu người bạn đồng hành đã chưa anh em? Mỗi tuần chúng ta sẽ lại có một người bạn đồng hành mới, đúng là anh em. Và người bạn đồng hành chúng ta hôm nay sẽ là một chiếc laptop cũng phải nói là khá đắt, LG Gram 14 phiên bản 2024 anh em nhá. Mức giá của con máy này lên tới là đâu vào khoảng độ loanh quanh gần 40 triệu. Đấy, mình mới làm video unbox cho anh em hôm trước xong. Những cái trải nghiệm thực tế của mình với con máy này thì đã có sẵn ở trong video rồi. Anh em có thể vào kênh Laptop World để xem nhá. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi thì nhỉ. Rồi, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn là Henry Hock hay học gì đấy? 4332. Okay. Em chào anh chị, em học ngành ứng dụng công nghệ vào kinh tế, cân được cả công nghệ và kinh tế, cần pin ổn, nhẹ. Game thì chơi được F4 thì tốt, không được thì ra net. Tài chính 17-18 phân vân giữa hai con Acer VivoBook 15 OLED MA466W và Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8. Ngoài hai con này anh chị có con nào khác phù hợp với nhu cầu của em không? Em cảm ơn anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Đó, rất cảm ơn lời chúc của bạn. Ở đây thì cái ngành ứng dụng công nghệ và kinh tế này thực sự mình cũng có tìm hiểu qua, và mình thấy ra là cái ngành này thì cũng để mà có một con CPU mạnh thì càng tốt, đúng không? Thì ở đây bạn đang cân đối đến con VivoBook 15 OLED, mình thấy là khá ok. Ở Laptop World thì cũng đang có một cái mã VivoBook 15 OLED mà bạn đang hỏi, nhưng mà cái bản màu của nó là bản màu đen, có mã là 468W, cấu hình cũng là i5-13500H, RAM 16, SSD 512 và màn 15.6 inch 2.8K, 120Hz luôn. Thì cái con này giá của nó chỉ là 17.990 thôi. Nó sẽ thấp hơn thị trường cũng phải nói là khá khá đấy, vài trăm nghìn đấy anh em ạ. Thì nói chung mình thấy con này nó là ok nhất rồi, bởi vì là nó có cấu hình đủ mạnh, màn hình đủ đẹp, build cũng phải nói là đủ tốt. Và pin thì trong cái mặt bằng chung, pin này cũng không phải là thấp, đúng không nào anh em? Còn với IdeaPad Slim 3 thì nó ở cái phân khúc thấp hơn rồi, phân khúc dưới rồi. Cho nên là mình sẽ không so sánh ở đây nữa. Chuẩn rồi, với lại là bạn có nhu cầu chơi F4 thì con VivoBook 15 OLED kia hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đấy của bạn. Okay. Không cần phải ra nét đâu nhá. Và lưu ý giúp mình nhá, là cái con này i5-13500H, con này nó sẽ dùng card Iris Xe Graphics. Và lưu ý giúp mình là tất cả thông tin nói là con này card ARC Graphics là sai hoàn toàn nhá. Mình đâu ra thông tin đấy. Mình anh có tìm hiểu một vài trang web là để các ARC Graphics. Chốc thật. Lưu ý nhá. Iris Xe nhá. Đúng rồi. Còn đến Ultra với là ARC Graphics. Ok, sang tới câu hỏi tiếp theo đi của bạn ZSX98. Bạn hỏi là em chào 2AD, trong tầm 25 triệu đổ xuống
em đang tìm một con lab dùng cho tác vụ DaVinci cũng như là Premiere chuyên nghiệp và có chơi game chill chill như kiểu FIFA Online và Minecraft. Máy không cần màn đẹp, càng mát thì càng tốt. Cảm ơn kênh, chúc kênh càng phát triển. Ai dạ, rất thẳng thắn rồi, rất cảm ơn lời chúc của bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thực sự là với cái nhu cầu của bạn ấy, như kiểu Premiere chuyên nghiệp thì cần phải máy, đúng là cấu hình phải mạnh này, xong rồi tản cũng phải tốt nữa đúng không? Okay. Thì ở bên mình có một mẫu laptop có thể đáp ứng được nhu cầu đấy của bạn, nhưng mà số lượng rất rất là ít. Bạn múc nhanh thì còn in. À chậm, xin lỗi. Bạn múc nhanh thì còn. Đó là chiếc Lenovo LOQ15ARP9 với cấu hình là Ryzen 7 7435HS, RAM 16 và RTX 4060. Con này thì 100% sRGB với mức giá là 24.990 nhá. Số lượng cực kỳ là ít luôn, nên là bạn phải nhanh chóng và múc ngay cho mình. Ok, cũng là một sự lựa chọn khá là hay ho và hợp lý. Ngoài ra thì trong mã trong tập này cũng có một con siêu ít nữa. R5K2 chính xác. Acer Nitrovi cũng RTX 4060, hình như là Ryzen 7 8845HS. Nhưng mà con đấy thì còn ít hơn con này nữa cơ, cho nên là nếu như mà chúng ta thiếu hiện tại thiếu một cái option R5K2 thì con lốc này sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ là hay nhá. Hy vọng là bạn xem được cái video hỏi đáp này của chúng mình vừa qua múc ngay. Thì mình nghĩ là hai con đấy có RTX 4060 giá có thể coi là rẻ rồi đấy. 25 triệu có RTX 4060 thì okay, nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu của bạn hơn. Rồi nhá, sang câu hỏi tiếp theo của bạn là Minh Hiệp Đông Nguyễn à. Ôi khó đọc Đông quá. Đông Nguyễn thì nó khó. Em chào 2D, em muốn mua một con lab 20-25M thiết kế đồ họa, chơi Valorant, LOL, PUBG. Em cũng tính chơi Black Myth Wukong, thì có con máy nào ổn không? Cái mẫu bên trên, cái mẫu lốc bên trên chúng ta vừa nói đấy. Con này cũng khá là ok cho cái nhu cầu gọi là Valorant này, PUBG này và Black Myth Wukong thì 4060 còn điểm gì để chê ở đây nữa nhờ, đúng không? Quá màn đẹp trong đúng cái budget của bạn luôn, tản mạnh. Đó, bạn có thể cân đối nhá. Có Ryzen 7 4060 sẽ là khá ngon. Và tất cả những con máy hôm nay chúng mình nhắc đến trong video này thì link bên dưới phần mô tả, nhớ nha anh em. Rồi chúng ta cùng sang câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Nhật Duy 1911. 2D tư vấn cho em laptop gaming dưới 25 triệu, em học an toàn thông tin, có chơi game, chúc 2D một ngày tốt lành. Rồi, rất cảm ơn lời chúc của bạn. Lại tầm 25 triệu, ba bạn đều hỏi tầm 25 triệu. Nhưng mà ở đây không biết là bạn chơi game gì, kiểu nhu cầu an toàn thông tin của bạn thì cũng không quá là phải máy cao siêu gì đâu. Nhưng mà chơi game nhá, cái vấn đề là ở chơi game, bạn chơi game eSports hay là chơi game 3A. Chơi game eSports thì cần về CPU này, game 3A thì phải thiên về card đồ họa rồi. Vậy thì tầm 25 triệu bạn có thể múc con LOQ hoặc con Nitrovi R5K2 ở bên trên bọn mình tư vấn đấy. Nhưng mà nếu mà hai con đấy hết rồi thì bạn có thể tham khảo một con cũng là Lenovo LOQ nhưng cấu hình là thấp hơn một xíu, với cấu hình là Ryzen 7 7435HS, RAM 16, SSD 512 và card đồ họa rồi là RTX 4050. Giá con này thì cũng khá là mềm, 22.990 nhá. Ok. Con này tại vì là số lượng nhiều hơn con LOQ 4060 bên trên. Cũng không hơn quá nhiều đâu. Không hơn quá nhiều nhưng mà mua được thì mua luôn. Đúng rồi, nói chung là tất cả con này đều là giá với cả số lượng là đều phải đua xe hết rồi. Chuẩn nên rồi. Là anh em cố gắng nhanh chóng nhá. Sang câu hỏi tiếp theo nhỉ? Của bạn này, user gì gì đấy. Em chào 2D, cho em hỏi trong tầm 25 triệu đổ xuống, muốn tìm một con lắp có Intel Evo 16GB 1TB SSD của Lenovo thì có máy nào không? Của Lenovo thì không có. Bởi vì là trong cái mức giá này ấy, thì hầu hết sẽ là IdeaPad Slim 5. Mà IdeaPad Slim 5 thì giá này lại không có chuẩn Evo. Đó. Đấy, nó lại bị thế cơ. Mà nếu nói chung là cũng không thể chọn ra được thì mình nghĩ là sẽ có một con rất ngon. Ngon hơn những cái con máy mà Lenovo đó trong cái mức giá này. Đó, ngon hơn luôn. Đó chính là con Asus VivoBook S14 OLED anh em ạ. Đúng tất cả những tiêu chí bạn vừa kể trên luôn. Khác mỗi hãng. Đúng rồi, khác mỗi hãng thôi. Con này sẽ có mã là S5406MAPP136W nhá. Cấu hình Intel Core Ultra 5 125H, RAM 16, SSD 1T, card ROG Graphics, màn 14 inch 3K 120Hz OLED. Wow. 3K 120Hz luôn. Giá 24.990 đúng trong budget chắc của bạn chưa ạ? Xong mà lại còn chuẩn Intel Evo. Đúng rồi. Vỏ full nhôm, hai quạt tản mát mạnh, pin trâu 75Wh. Chính xác. Ủa, đấy. Quá chuẩn budget của bạn. Lại còn có quả màu xanh trông sang đẹp thực sự. Chuẩn luôn. Đấy thì nếu mà bạn không quá kiểu OCD về hãng Lenovo nhá thì mình thực sự là chọn con VivoBook S14 này không có gì phải chê cả.
Nếu như mà so sánh Lenovo trong tầm giá này thì chúng ta cũng sẽ chỉ có một con chip mạnh hơn thôi. Chứ còn về những trang bị khác thì cũng không hẳn. Đúng rồi, không thể có mà không thể có màn 3K như con này được, xong không thể có quả pin trâu như con này được. Chính xác. Nên là mình nghĩ đây là một sự lựa chọn rất là xứng đáng. Bạn có thể chọn sang chiếc Acer đấy nhá. Ok. Rồi chúng ta sang câu hỏi tiếp theo của bạn Kazuo Kano. Hai bạn. Chúc kênh ngày càng phát triển nhé. Rồi, em rất cảm ơn chồng của anh khá lớn tuổi. Mình có cọc bên cửa hàng con LOQ rồi nhưng hôm nay lại lên đây nhờ tư vấn có thể sắm thêm một con nữa. Wow. Mình có thằng em đang học năm 2 công nghệ thông tin, hiện tại đang muốn sắm một con laptop để học và xem phim giải trí, không chơi game. Nhờ hai bạn tư vấn giúp vài mẫu laptop để em nó lựa chọn nhé. Tầm giá 20 triệu đổ lại nhé. Cảm ơn hai bạn nhé. Rồi. Em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi. Thì tầm này thì với cái nhu cầu của em của anh thì có thể chọn con laptop nào mà CPU càng mạnh càng tốt này, RAM cũng nhiều, khả năng nâng cấp được thì quá tuyệt vời luôn. Thì trong tầm giá này bên em đang có một con laptop là Acer VivoBook 15 OLED với mã là 492W, cấu hình là Core i7-13700H, 16GB RAM, nhưng mà con này nâng cấp được RAM nha, các là Intel Iris 6e iGPU thôi. Màn hình với kích thước 15,6 inch 2,8K OLED với mức giá là 19,790. Wow. Dưới 20 triệu i7 hợp lý. Được, con này để mà học công nghệ thông tin thì rất có lẽ là mà màn hình to thì có thể là kiểu hiển thị được nhiều dữ liệu hơn để cho học đấy. Chính xác, xem phim giải trí con màn OLED 120Hz 2,8K thì bá cháy. Thật ra cái bản này trước nó chỉ có phiên bản màn Full HD thôi, thì con màn đấy nhiều anh em phản hồi là sẽ khá dỗ. Nhưng mà bây giờ thì hãng đã update lên phiên bản màn 2,8K sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Anh em có thể giá dưới 20, con này quá ngon luôn. Ok. Thì anh có thể book con này cho em anh nhá. Rồi, rất là hợp lý, chúng ta cùng sang đến hỏi tiếp theo nhé. Của một bạn fan IU111, không biết ở đây có fan ai fan IU không. Em chào anh chị, chúc hai đây nhiều sức khỏe. Em muốn hỏi là tài chính dưới 10 triệu, không thể lên thêm, thì em muốn mua laptop vì tính di động em có mang đi đây đó, có chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi. Nếu ngày nghỉ em có thể ngồi lên đến 12 tiếng một ngày. Wow. Và 100% là ngồi trên 7 tiếng một ngày chơi ấy ạ. Em nên mua mấy con giá rẻ nhất luôn không ạ, hay là cố đợi thêm phải tính bằng năm nữa mới lên được con Aspire 3. Không biết là bạn đang nhắm Aspire 3 cấu hình nào. Nhưng mà thực sự thì trong cái tầm giá dưới 10 triệu cũng có Aspire 3 mà. Aspire 3 hình như i3 Gen 12 thì phải. Đó. Tuy nhiên nhá, thì ở đây cho cái nhu cầu gọi là cày cuốc, mình thấy là khá hardcore của bạn mà lại còn mức giá mềm nữa. Thì kiểu ngồi trên 7 tiếng một ngày. Đúng rồi, vậy thì có nghĩa là bạn không làm gì khác, có nghĩa là bằng giờ hành chính của mình đi làm luôn đấy. Đúng rồi, thì chắc là cái nhu cầu của bạn cũng đang cần cái công việc khá là căng. Thì ở đây mình đang nhắm tới một con Asus ExpertBook B1 B1502 CPA NZ0101W. Con này thì mức giá của nó đang là 9,9 triệu, đúng cái yêu cầu của bạn luôn. Cấu hình đưa ra sẽ là một con i3 Gen 13 1315U, RAM 8 có thể nâng cấp được nha, SSD 256 cũng nâng cấp được thoải mái, và card Intel UHD Graphics. Thì cho cái nhu cầu của bạn là chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại thì cấu hình này thoải mái cho bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại luôn. Và nếu như mà bạn kiểu có tính di động mang đi mang lại thì đây cũng là một con máy khá là bền, bởi vì nó là dòng Expert, dòng cho doanh nghiệp, rất bền và cày kéo căng thẳng ấy, thì sẽ rất cần những con máy bền như thế này. Ngoài ra thì khi mua máy nên mua luôn thêm một con RAM nữa để có thể nâng lên có nhiều dung lượng RAM hơn, chạy đa nhiệm được tốt hơn và dùng cho nó sướng hơn nhá. Và em đang định khuyên bạn một chút. Tại vì trước em cũng từng chơi Liên Minh. Tầm chắc là trong một tháng em toàn chơi tầm, ý là ngoài giờ đi làm ra thì ở nhà toàn chơi game hết. Thì sau một thời gian bắt đầu máy nó cũng rất là mượt, là chip i5 Gen 8 chip U ấy. Ban đầu max setting ok, nhưng mà dần dần càng ngày máy nó sẽ bị xuống cấp dần. Bởi vì sao? Bạn đang chơi game vào 7 tiếng một ngày. Thực ra thì với cái nhu cầu, nếu như mà chúng ta chơi quá hardcore thì không máy nào chịu nổi. Mà trong tầm giá này nữa, trong tầm giá 10 triệu này nữa thì thực sự là không biết là bạn có đi ra ngoài làm gì không, nhưng mà nếu mà được ấy thì mình nên đi ra ngoài kiểu giao du bạn bè hoặc là làm gì đấy hơn là việc ngồi ở nhà chơi 7 tiếng một ngày như vậy. Có thể là chúng ta đang hơi hiểu nhầm câu hỏi của bạn ở đây. Có thể là bạn sẽ ngồi làm việc, sau đó thì bạn có chơi game 7 tiếng một ngày chơi mà. Bạn ghi rõ thế mà. Ok, rồi. Nói chung là thì mình vẫn sẽ chỉ có thể tư vấn cho bạn được một con máy gọi là ổn nhất trong cái tầm giá này thôi nhá. Mình thì thấy con đấy là hợp lý nhất rồi. Đó. Thì chúng ta đang có một con i3 Gen 13 trong mức giá dưới 10 triệu. Sẽ là một con máy đáp ứng được cái nhu cầu của bạn.
Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải học những cái tip trick để làm sao dùng cho máy nó được bền bỉ hơn chẳng hạn. Ừ. Là kê cao gầm máy, rồi là làm sao để cho cái luồng gió dưới đáy máy được tối ưu nhất, thì có thể sắm thêm một con đế tản nhiệt, ví dụ thế. Ừ. Để cho các cái linh kiện nó được tỏa nhiệt tốt nhất có thể. Bởi vì sao? Nhiệt độ nóng om trong khoảng thời gian dài là cái kẻ thù lớn nhất của các cái linh kiện điện tử như thế này. Cho nên là khi một con máy nó có một cái nhiệt độ nó đủ mát, nó hoạt động thời gian dài, nó sẽ cho cái tuổi thọ bền bỉ hơn nhá. Ừ. Đó. Còn cái khoảng thời gian dài như thế này thì mình nghĩ là bạn cũng thật sự là nên để ý hơn một chút về sức khỏe của mình nữa nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng sang câu hỏi tiếp theo của bạn Hải Nam Nguyễn. Bạn hỏi là: chào hai bạn, mình sắp mua Legion 5 2024 với nhu cầu chơi game 3A ổn định, có tryhard hát Valorant và với nhu cầu cơ bản là i7 14650SX 4060 32GB 1T, đã dùng thoải mái chưa? Liệu nâng cấp lên i7 14700HX 4070 có thực sự cần thiết không? Vì chênh khá nhiều tiền. Cảm ơn hai bạn và chúc kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn câu hỏi của bạn rất là nhiều. Mình thì mình thấy con i7 14650HX và RTX 4060 là phù hợp nhu cầu của bạn rồi mà. 4060 thì nó cũng mạnh rồi, và hơn nữa là 4070 cũng không hơn quá là nhiều so với 4060. Và hiệu năng chơi game thì đúng là 4070 không hơn 4060 đúng quá rồi. Nhiều. Vậy thì tội gì chúng ta phải lên đúng không ạ? Thì thôi múc con kia nhá. Câu hỏi tiếp theo nhá, của bạn Võ Khiêm 4815. Chào 2D, mình đang dùng con TUF, CPU là i9-13900H và GPU là RTX 4060-140W. Dùng render video 4K, nhiệt độ máy lên hơn 95 độ. Muốn hỏi cách setting power như nào cho CPU và GPU để tối ưu nhiệt độ hơn, nóng mà em có thể cảm nhận rõ ràng khi đặt tay trên bàn phím. Cảm ơn 2D. Rồi, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là cái tình trạng chung khi mà chúng ta render trên laptop nhá, không chỉ riêng TUF hay là bất kỳ một con nào cũng thế mà thôi. Thì render là cái lúc mà CPU và GPU đang hoạt động 100% công suất. Và mình cũng không biết là trung bình một project của bạn sẽ phải render trong khoảng bao nhiêu lâu. Nhưng mà nếu trong khoảng thời gian khoảng dưới 10 phút thì ok. Còn nếu như mà chúng ta render trong khoảng thời gian quá lâu ấy, thì mình nghĩ là chúng ta nên set lại trong Arm Refresh để có thể chuyển sang Medium Mode này. Sau đấy thì chúng ta sẽ kéo mắc quạt lên. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ giảm dần cái mức bơm điện vào CPU trên tất cả các thanh tùy chỉnh. Để làm sao mà chúng render trong một khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ cảm thấy là cái nhiệt độ của nó vừa đủ thôi. Nó không quá nóng cũng như nó không ảnh hưởng quá nhiều tới thời gian render của chúng ta. Thì lúc đó sẽ là một cái mức setting phù hợp. Còn ở đây thì mình cũng không thể cầm trực tiếp máy để mình set được cho bạn là nó phải là bao nhiêu watt điện bơm vào CPU thì nó mới làm mát. Vì bạn mới là đang là người trực tiếp thao tác trên máy, cho nên bạn có thể căn chỉnh được cái này. Thì chúng ta có thể làm theo những cái thao tác đó. Chắc chắn sẽ phải mất khoảng độ một vài cái project nữa render thì chúng ta mới có thể gọi là cảm nhận được rõ cái sự thay đổi nhá. Anh em có thể test qua như cách mình vừa hướng dẫn nhé. Vào trong Arm Refresh, đầu tiên là phải tăng mắc quạt lên, sau đó giảm dần điện năng xuống, xem là cái mức nào nó là phù hợp nhất. Ok. Chúng ta sẽ cùng sang câu hỏi tiếp theo của bạn Úc Trọng Bùi Võ. Anh chị cho em con máy tính loanh quanh 22 triệu, hơn không quá 1 triệu. Nhu cầu của em là phần mềm, không chơi game, màn không cần 2K nhưng sRGB phải cao tầm 80 trên. Nhất thiết phải có cạc rời 2050 đổ lên và có thể nâng 32GB. Mong em được lên sóng. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực sự là cái thời điểm này để có thể tìm một con máy đáp ứng được nhu cầu của bạn mà là Ultrabook thì rất khó. Rất khó ấy. Bạn cũng không đề cập đến là phải là Ultrabook. Nhưng mà ở đây bạn không đề cập đến là Ultrabook đúng không? Chính xác. Thế thì mình chọn laptop gaming đi bạn. Đúng rồi. Thì mình thấy là tầm giá này có một con rất là phù hợp với bạn, đó là Lenovo LOQ với mã là 07GVN, cấu hình là Ryzen 5 7235HS, 24GB, nâng cấp được. Con này mắc là bao nhiêu anh ạ? Con này thì mắc 32. Đúng chuẩn luôn. 32 luôn. SSD là 512 và được RTX 30506GB. Chứ làm gì chuyện lên 23 triệu mà không được 3050 hơi phí. Đúng không? Đấy, màn hình kích thước 15,6 inch Full HD 144Hz và con này có 100% sRGB với mức giá là 20 590. Con này bạn mua về thì chả cần phải làm gì hết. Tương bạn sẽ tiết kiệm được khá tiền. Nhưng mà cho mức budget tối đa là 23 thì bây giờ bạn đang tiết kiệm được vào khoảng độ 2 củ rưỡi rồi. Còn nếu như mà bạn cần Ultrabook nhẹ nhá nhưng mà vẫn phải mạnh thì có mẫu là Acer Gaming VivoBook với mã là 564W, cấu hình là i5-12500H, 16GB và RTX 3050. Tuy nhiên thì màn con này nó là 65% sRGB thôi. Mức giá là 19990 nhá. Vậy. Ở trong cái tầm giá này để mà chúng ta tìm một con máy màn 100% RGB mà Ultrabook thì không khó đâu. Mà lại còn có cạc rời. Đấy. Đúng rồi. Có cạc rời nữa thì rất là khó. Không thực ra đợt trước có con VivoBook 14X ấy.
con đấy thì clear lâu rồi. Nhưng mà con đấy hết mất rồi. Đấy nên mình mới bảo là tại thời điểm này rất là khó đấy. Ok, chúng ta cùng sang đến câu hỏi tiếp theo thôi nhỉ. Của bạn Quang Long Am 2775. Lốc 15ARP903VVN với lại lốc 07KUS thấy khá giống nhau mà giá thấp hơn 2 triệu. Ai phân tích giúp mình với? 3VVN là mã chính hãng rồi anh em. Còn KUS là mã nhập khẩu. Đấy, đơn giản thế thôi. Nó chỉ có thế thôi anh em ạ, không có gì khác biệt quá nhiều đâu. Rồi, câu hỏi tiếp theo nhá. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nghĩa Nguyễn Hữu. Bạn hỏi em chào hai anh chị. Em muốn tìm một chiếc laptop dưới 20 triệu. Nhu cầu của em chỉ cần cạc đồ họa tích hợp mạnh nhất tầm giá. Trải nghiệm khi nhìn màn hình thật đã, trọng lượng nhẹ, RAM bớt càng cao càng tốt. Rồi, mình đã nhắm được con này rồi đấy. Xin mời. Thực sự là trong tầm tầm dưới 20 triệu à, chúng ta chỉ được Iris 6e thôi. Nhưng mà không biết là bạn dùng IPU cho vấn đề gì nhỉ? Chắc là bạn đang không cần cạc rồi, bạn muốn tiết kiệm pin chẳng hạn. Vâng. Và thi thoảng thì muốn kiểu chơi game chill chill nhẹ nhẹ. Phải mạnh đấy. Nhưng mà kiểu dưới 20 triệu thì chỉ có mấy con VivoBook CPU thì rất là mạnh. Như ở bên trên mình có đề cập một con VivoBook 15 OLED ấy, i7-13700H ấy. Đấy, con đấy thì cạc on là Iris Air thôi, nhưng mà không biết nhu cầu của bạn là gì nhỉ. Còn nếu mà bạn muốn IPU mạnh nhất trong tầm giá thì có con là Lenovo IdeaPad Slim 5. Giá là hơn 21 triệu, cụ thể là 21.490. Thì sẽ có con IGPU là Radeon 780M mạnh CMC1650 đấy, GTX 1650. Thì con này sẽ có cấu hình cụ thể là Ryzen 7 8845HS, RAM 16, SSD 512, màn 100% DCI-B3, cân nặng là 1.48kg. Đấy, đúng như bạn, đúng như bạn yêu cầu đúng không? Nhưng mà bạn phải nâng budget lên một tí. Chính xác là như với vậy. Lại bên mình đang có chương trình Back to School nữa. Đến cái con, ngày 30 tháng 9. Không biết là con ROG Flow X13 còn hàng không nhà Tùy nhỉ? Hết rồi. Hết hàng con đấy rồi hả? Khá tiếc. Ừ thì đấy, đây là một trong những con máy còn lại mà có IGPU mạnh nhất anh em có thể quất được rồi. Mình cũng đã so con 780M này thậm chí với cả ARC Graphics ở trên Core Ultra 7 thì nó cũng là ngang nhau mà. Core Ultra 7 tầm giá này lấy đâu ra? Toàn phải trên 25 triệu. Đúng rồi, không có. Trong khi đó thì Core Ultra 5 125H thì thua con này một sải luôn. Đúng. Chính vì thế mà trong cái tầm giá này thì 780M nó mới là con IGPU mạnh nhất. Còn dưới 20 triệu thì đúng là chỉ có chắc là Iris Xe thôi. À, có một vài cái phiên bản con 5120U á? Không, cũng Ryzen 5 8640HS. Cũng ổn nhưng mà RAM 8 thôi. Đấy không bằng. Đúng rồi, RAM 8 thôi nhá. Thế thì chúng ta nên cố lên. Nên cố lên con này đi thì chúng ta sẽ có đầy đủ toàn vẹn hơn. Tội gì đúng không anh em? Đó. Câu hỏi tiếp theo nhá. Của bạn Zata Kari 254. Em chào anh chị, muốn mua lắp để học ngành kinh tế, giá dưới 19 triệu rưỡi, yêu cầu đầu tiên là Ryzen 7 hoặc là i5 đời 12 đổ lên, chip H, không được màn OLED, không có thiện cảm với loại này. Pin trên 62Wh, RAM 16 trở lên, bàn phím có hành trình phím sâu, gõ tốt, touchpad thì tạm ổn cũng được, tại dùng chuột quen hơn. Đấy là mấy cái bắt buộc phải có. Vì không chơi game nên cạc đồ họa không quan trọng, nếu có build ổn cộng loa to, âm không cần hay lắm thì tốt, hy vọng nhận được phản hồi sớm từ anh chị. Rồi, rất cảm ơn câu hỏi các bạn. Một câu hỏi rất là chi tiết và khó tính. Trước khi mình tư vấn cho bạn thì mình cũng xin phép luôn là trong mỗi số hỏi đáp thì hầu hết là chúng mình sẽ tư vấn cho các bạn hàng chính hãng nhá. Và quay trở lại câu hỏi thì bạn yêu cầu là không được màn OLED. Bây giờ thì cái việc đi tìm một con màn OLED có chip H ở trong cái tầm giá này nó còn khó hơn là một con màn có OLED cơ. Thật sự là như vậy luôn, một con màn không có OLED bây giờ nó rất khó tìm ấy, chip H ấy. Bởi vì là hầu hết là các hãng người ta sẽ trang bị như thế rồi. Chip H nhưng mà bây giờ bạn lại còn muốn là pin trên 62Wh, tức là lại vừa muốn chip mạnh vừa muốn pin trâu. Và những cái tiêu chí này là sẽ thường chỉ bắt gặp trên mấy con kiểu laptop cao cấp ấy. 40 triệu đổ lên đấy. 30-40 đổ lên đấy. Và đây lại còn phải là 62 cơ, tại sao? Tức là 60 cũng không được. Mà tại sao phải là 62 nhỉ? Hay là bạn đang nhắm đến vào con nào đấy? Bạn còn nhắm đến con nào không thì có thể comment thêm. Đúng rồi, bạn có thể comment bên dưới nhé. Thật sự thì với những cái yêu cầu bạn kể trên thì đều là bắt buộc hết, tức là lệch một tiêu chí cũng không được, cho nên là mình rất khó để có thể tư vấn được cho bạn cái điều này. Nhưng mà cố chấp để mà lựa chọn một con máy thì mình sẽ chọn một con Asus Gaming VivoBook K3605Z. Con này bản RTX 3050, mức giá là 19.990. Con này thì màn IPS đấy, tuy nhiên pin có 50Wh thôi. Còn lại thì đúng như yêu cầu của bạn bên trên luôn. Thực sự thì với hàng chính hãng thì không có rồi. Chỉ có đúng con này là hàng chính hãng thôi, còn đâu thì với những yêu cầu của bạn bên trên thì đúng là khó tìm một con máy hàng chính hãng lắm. Không biết là bạn đang nhắm đến con nào pin 62Wh thì bạn có thể comment bên dưới giúp mình nhá. Rồi. Ok rồi, rất cảm ơn câu hỏi của bạn rất là chi tiết. Chúng ta cùng sang câu hỏi tiếp theo.
Ui, một câu hỏi rất dài. Siêu dài. Câu này thì có thể tóm tắt lại một chút. Bạn Nông Quốc Khang, bạn có hỏi là bạn đang dùng con Vivobook S16 OLED. Trước thì bạn có chơi game mượt FIFA Online LOL, nhưng mà sau đó thì bạn có tải một cái game crack về và chơi thì nó bị giật lag hơn khá nhiều. Kể cả sau đó bạn chơi lại ở trên mấy con game kia thì cũng bị giật lag luôn. Thi thoảng soi thì FPS nó drop xuống còn có chút à GPU cái mức hoạt động của nó còn có vài phần trăm thôi. Đó, ngoài ra nữa thì bạn có hỏi thêm là lỡ chỉnh các cái file mới tải về, bạn chuyển hết sang ổ D chứ bạn không giữ lại ổ C nữa. Sau đó thì bạn muốn giữ ổ D đấy để chỉ dùng lưu dữ liệu thôi thì bạn lại chuyển cái thư mục đấy về lại ổ C. Tuy nhiên thì khi mà chuyển về lại ổ C thì nó lại còn dư lại cái file Windows Apps cũng như là program file đó. Hai cái file đó thì chúng ta không thể chuyển lại được, đó là file hệ thống mà. Cho nên là bạn đang hỏi là có cách nào khác ngoài cái cách là reset lại máy hay không, thì đây mình cũng xin phép trả lời luôn cho bạn câu hỏi khá là dài, mình tóm tắt lại là như thế anh em nhé. Cái về tất cả yêu cầu bạn, câu hỏi bạn kể trên ấy, thì mình nghĩ cái cách reset máy về mặc định ban đầu nhà sản xuất sẽ là một cái cách giải quyết được vấn đề của bạn một cách triệt để ngay lúc này là tốt nhất có thể đó. Và cũng không nên tùy chỉnh lung tung quá nhiều nhé. Nếu mà chúng ta thực sự không am hiểu quá nhiều về máy tính ấy, thì mình nghĩ là cũng không nên học theo những cái video trên mạng xong rồi kiểu chỉnh cái này chỉnh cái kia để giúp máy mượt hơn, để đỡ lag hơn này kia, không nên đâu nhá. Ê, mình làm mấy cái đấy anh. Đấy là ngày trước thôi, bây giờ thì mình cũng không khuyến khích anh em làm những cái đấy, dành cho những anh em nào mà kiểu am hiểu thôi nhá. Và ngoài ra nữa ấy, thì mình nghĩ rằng là cái việc ngày trước chơi mượt bây giờ chơi lag ấy không hẳn là do con game crack đâu, mà có thể là do những cái thiết đặt nào đó bạn đã thay đổi thôi. Chứ còn thực sự thì trước mình cũng có trải nghiệm qua rất nhiều những con game crack và mình thấy chưa bao giờ gặp cái tình trạng là khiến cho máy nó lag, nó đơ hẳn đi như thế cả. Nhá. Cho nên là hiện tại thì mình nghĩ là việc bạn nên làm nhất lúc này sẽ là reset máy về nguyên trạng, thì nó sẽ là cái cách giúp cho bạn có thể khắc phục được một cách đơn giản mà hiệu quả nhất, có thể tự làm tại nhà được. Và anh em nào cũng đang gặp cái tình trạng như trên thì cũng có thể áp dụng theo. Nhưng mà nhớ giúp mình là trước khi reset máy thì backup hết tất cả dữ liệu ra ngoài ổ cứng rời hoặc là ngoài USB, và sau đó thì chọn là xóa tất cả dữ liệu trên máy luôn, khôi phục lại hiện trạng như ban đầu lúc mới mua máy về, thì nó sẽ là cái cách mà giúp kiểu reset hết tất cả mọi thứ anh em nhé. Chúng ta cùng săn câu hỏi tiếp theo của bạn In Hải gì đó. Em chào hai anh chị, tài chính em tầm khoảng 15 triệu, em muốn mua laptop để học ngành điện tử viễn thông, ưu tiên máy mỏng nhẹ, không thì gaming cũng được. Một câu hỏi hết sức là dễ tính. Thôi xin mời Thủy. Rồi, nếu mà mình không nhầm thì ngành này của bạn nó sẽ liên quan đến xử lý các phần mềm thiết kế mạch, lập trình mô phỏng các thứ, thì cũng không cần quá là mạnh, quá là cao siêu. Nhưng mà không biết là bạn có học về 3D hay không. Nếu mà có 3D thì máy cũng phải khá là mạnh đấy. Vậy thì mình sẽ chọn cho bạn một con Ultrabook có hiệu năng cao đi. Đó là chiếc Acer Vivobook 14 OLED với mã là 264W, cấu hình i5-12500H, RAM 16 nâng cấp được, cản Iris Xe Graphics, màn hình kích thước 14 inch 2.8K OLED, mức giá là 15.990. Còn nếu như mà để chắc cú hơn ấy, thì chọn laptop gaming. Thì bên mình đang có một con laptop gaming khá là nhẹ đấy, 1.98kg, là MSI Cyborg 15 với mã là 281VN, cấu hình là i5-12450H, RAM 8, bạn nên nâng thêm nhá để nó chạy đua channel, và RTX 2050, giá là 15.890. Đấy. Ok. Cũng phải nói là con Cyborg này cũng là hợp lý cho các bạn học. Rồi nhá, câu hỏi tiếp theo của bạn là Tini Simpa. Bạn này số trước có hỏi này. Ok. 2D trong hỏi là ngoài con Acer Vivobook S16 OLED thì tầm 20 triệu xem phim, nghe nhạc với LOL màn đẹp thì em nên mua con nào ạ? Chắc là bạn hạng VZ hả? Đúng rồi, mình nghe câu này cũng hơi hoang mang câu hỏi thực sự, bởi vì con Vivobook S16 nào tầm 20 triệu nhỉ? Làm có nghĩa là ở số ở đáp trước là bạn có hỏi con Vivobook S16 này có đáp ứng nhu cầu các thứ không? Okay. Thì mình bảo là ok đấy. Thì chắc là số này bạn hạ bắt Z. Ok. Mình cũng đó thì thực sự cái câu hỏi này mình cũng đang phân vân là không biết bạn đang hỏi trong cái phân khúc giá của Vivobook S16 OLED hay là trong phân khúc giá khoảng 20 triệu. Ở đây mình vẫn cứ sẽ chia ra làm hai cái option cho bạn có thể cân đối lựa chọn nhá. Nhưng ở trong cái tầm giá 27 triệu Vivobook S16 kia đang làm chùm, vừa phải tư vấn nữa. Thứ hai, trong tầm giá 20-21 triệu thì đang có một con Lenovo IdeaPad Slim 53BVN con mình vừa nói bên trên đấy. Cấu hình AMD Ryzen 7 8845HS, thì đây là một trong những con máy mà kiểu xem phim này với cả chơi LOL sướng. Hoặc là có con Acer Vivobook 15 OLED đấy, i7-13700H và màn 2.8K OLED dưới 20 triệu đó. Đúng rồi, trong tầm giá dưới 20 triệu cũng sẽ có.
Tuy nhiên thì đó, bạn có thể cân đối ra một trong hai con này. Còn về cái hiệu năng trên CPU, khả năng tiết kiệm điện cũng như là về cái mức độ mát mẻ thì mình thiên về con Ryzen 7 kia hơn. Mức giá ở hơn 21 triệu một tí. Đấy, có thể cân đối. Hoặc là con VivoBook 15 OLED Thủy vừa nói, i7 Gen 13 nhá, cũng sẽ là khá ngon. Rồi, câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp ngày hôm nay của bạn 24 Huỳnh 9x2. Em chào hai anh chị, anh chị có thể nêu những ưu điểm và nhược điểm của Acer VivoBook 14X OLED bản RTX 2050. Cảm ơn hai chị rất nhiều và chúc kênh sớm đạt nút bạc ạ. Rồi, rất cảm ơn lời chúc của bạn nha. Cảm ơn em. Đầu tiên là ưu điểm, cấu hình con đấy rất là ngon, tầm giá, giá rẻ, hợp lý, giá rẻ dưới 20 đúng không anh? Màn hình đẹp đúng không? Dưới 20. Và cũng như là về cái nhược điểm của nó thì pin không phải quá trâu, build thì cũng trung bình thôi, nhựa và cầm lên chưa thích lắm. Nhưng mà nói thật thì với cái tầm giá đấy thì chẳng tìm được con nào ok hơn đâu. Cho nên là mình nghĩ là khó để mà... Nhưng mà con đấy hiện đang hết hàng. Ừ, đúng rồi. Muốn chê thì cũng mình phải tìm được trong tầm giá đấy nó có con nào hơn không để mà mình chê chứ, đúng không? Nhưng mà con này thì nó vô địch tầm giá rồi thì chê làm sao được, mỗi tội là hết hàng thôi. Và đó là câu trả lời của chúng ta. Cũng như là chúng ta đã vừa đi qua số hỏi đáp 48 tuần này chúng ta có bao nhiêu câu hỏi Thủy nhỉ? Hình như là 19 câu hay sao ấy, nhớ không nhầm nhé. Khá là nhiều câu hỏi anh em đặt ra cho chúng mình. Rồi, rất cảm ơn tất cả những sự yêu quý và tin tưởng của anh em đã đặt cho chúng mình trong mỗi số hỏi đáp. Chúng mình luôn luôn cố gắng tìm được những chiếc máy nào phù hợp nhất cho tất cả các nhu cầu của anh em rồi. Cho nên là nếu như mà anh em cảm thấy yêu thích laptop Vivo nhưng có bất kỳ thắc mắc gì nữa thì nhớ đặt ở phía bên dưới phần bình luận của video này nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trong số hỏi đáp tiếp theo. Còn bây giờ, rất cảm ơn anh em đã luôn tin yêu và ủng hộ laptop Vivo. Xin chào và gặp lại anh em. À, nhớ là ủng hộ laptop Vivo một like, một sub, nhấn vào nút chuông nữa nhá. Xe nữa. Đúng rồi. Xin chào và gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.